Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hilton Nhật Ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày chúng ta vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Và đề tài đầu tiên thì vẫn liên quan tới cuộc chiến giữa Do Thái và Hamas. Quý vị, trong cuối tuần qua thì những người Hồi giáo tại Nga đã tràn vào một phi trường săn lùng những công dân Do Thái ở trên một cái chuyến bay mà bay từ ở Nga qua Tel Aviv. Dường như hành động này đã bắt đầu được kích động lên rất nhiều. Và ngay bây giờ thì gần như là bắt đầu đã có một cái chiến dịch ở trên toàn cầu để mà gọi là chống Do Thái hoặc là ủng hộ cho người Palestine. Và việc này có lẽ đây là cái cuộc chiến thứ hai giữa Hamas và Do Thái trong cái mặt trận chính trị. Và điều này cho thấy Hamas dường như đang tuyệt vọng, họ đang cố gắng sử dụng tất cả những áp lực chính trị từ những cái cuộc biểu tình trên đường phố ở Âu Châu, ở Hoa Kỳ và bây giờ xuất hiện ở nước Nga, cho tới những cái áp lực ở trên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để tìm đủ mọi cách cản trở Do Thái tràn vào ở dải Gaza để mà càn quét tất cả xào huyệt của họ. Do đó quý vị, họ vận động tối đa cái mạng lưới network của họ ở trên toàn cầu. Và điều này cho thấy Hamas đang tuyệt vọng. Nếu như mà Do Thái tiếp tục tấn công theo kiểu này thì coi như toàn bộ tài sản của Hamas sẽ bị phá sản ở ngay tại Trung Đông. Và đây là điều mà tôi nghĩ rằng là cuộc chiến này nó có hai cuộc chiến song hành, một cuộc chiến quân sự tại dải Gaza và một cuộc chiến chính trị đang diễn ra trên toàn cầu. Ok quý vị, trước khi đi vào phân tích này thì chúng ta bước qua cái phần tin tức đi. Những người Hồi giáo của Nga đã săn lùng người Do Thái ở tại phi trường. Một chuyến bay từ Tel Aviv tới cái phi trường của Nga ở cái khu vực gọi là Dagestan ở Nga, thì ở phía bắc của North Caucasus ở biển Caspian đã bị buộc phải rối loạn một chút xíu bởi vì một nhóm những người mà ủng hộ cho Hamas bạo động đã xông vào cái khu vực gọi là cái phi trường có tên là Makashkala Untas ở tại đây để săn lùng những người di chuyển gốc Do Thái. Hàng trăm kẻ bạo động đã tràn vào phi trường và họ tràn luôn vào trong cả cái đường phi đạo để mà săn lùng với lại những người về Do Thái. Và video đã cho thấy những người bạo động này với lá cờ Palestine với cái chữ là Allahu Akbar, tức là Thượng Đế trên hết. Và trong đó họ tìm kiếm ở tất cả các cái chỗ cửa, các cái terminal để săn lùng những hành khách Do Thái. Và một đoạn video cho thấy là những người biểu tình gốc Hồi giáo đã chặn xe và gần như là yêu cầu tất cả những lái xe là phải cho họ kiểm soát và chúng tôi đến đây để tìm người Do Thái và giết họ bằng dao hoặc bắn họ. Đó là một lời phát biểu của một người bạo động đã xảy ra. Và chuyến bay từ Tel Aviv là bay gần tới phi trường này đã phải thay đổi chuyến bay ở gần phi trường này. Tuy nhiên thì đám đông này vẫn bắt đầu tụ tập ở đó. Và cái một cái channel của Do Thái cho biết là một cái phi hành đoàn đã được lệnh là cái cửa của các chiếc máy bay phải được khóa lại. Và giới an ninh của Nga đã được khai triển ra đây và tuyên bố là họ sẽ đóng lại toàn bộ phi trường này. Chúng tôi đang tìm cách gọi là liên lạc với họ và tìm cách gọi là tạo điều kiện cho họ. Đó là lời phát biểu của phía Nga đưa ra. Trong khi đó thì văn phòng của Thủ tướng Do Thái và văn phòng Bộ Ngoại giao cho biết họ đang theo dõi vụ kiện ở Dagestan, đặc biệt là luật lệ của Nga để quản lý sự an toàn cho tất cả các công dân Do Thái và người Do Thái giáo với những hành động được xem là bạo động nhắm vào người Do Thái và người Do Thái giáo. Do Thái sẽ bắt đầu nhìn cái hành động gây tổn thương cho người công dân Do Thái ở bất cứ nơi nào. Và Do Thái giáo đó là một trong bản statement đưa ra. Bên cạnh đó thì phía Hoa Kỳ cũng đã lên án hành động gay gắt của nhóm gọi là pro-Palestine, tức là nhóm ủng hộ cho Palestine khi mà họ xông vào một cái phi trường của Nga để săn lùng tất cả những người Do Thái. Tòa Bạch Ốc trong ngày Chủ nhật đã đưa ra một lời lên án gay gắt đối với lại nhóm ủng hộ cho Palestine ở tại Nga khi mà tràn vào phi trường và trong đó có những cái biểu ngữ được xem là trong bài Do Thái được báo cáo là họ đi săn lùng tất cả những hành khách trong chuyến bay này vốn đi ra từ Tel Aviv ở tại Do Thái. Và phi trường này nằm ở thành phố gọi là Makashkala, nằm tại Cộng hòa Dagestan và gần ở sau khi mà nó đóng lại, sau khi đám người bạo động này đã tràn vào phi trường vào cái đường phi đạo vào ngày Chủ nhật. Và
giới hàng không của Nga đã báo cáo như trên, và tất cả các chuyến bay đều phải bay gần ở bay băng ngang qua đây và không đáp xuống. Đây được xem là một trong những cái tin mới nhất vào hôm Chủ nhật vừa qua quý vị. Như vậy thì không phải chỉ ở những quốc gia Tây phương mà ngay cả những quốc gia độc tài toàn trị như nước Nga thì cái chủ nghĩa bài Do Thái vẫn được kích động rất mạnh. Quý vị, đây là một trong những cái mà tôi nói với quý vị là mạng lưới Hamas, họ không phải chỉ có cái cánh quân sự của họ, mà cái cánh chính trị của họ đã tạo ra được một cái mạng lưới với danh nghĩa là ủng hộ người Palestine và đang kích động rất nhiều những cuộc biểu tình trên toàn cầu, đặc biệt là những thành phố lớn của Hoa Kỳ cũng như là một số khu vực tại Âu Châu. Và lý do mà cái cuộc biểu tình càng lúc càng gay gắt này và với cái danh nghĩa là ủng hộ cho người Palestine, nhưng trên nguyên tắc là họ đang sử dụng một cái áp lực chính trị để buộc Do Thái ngưng các cuộc tấn công vào dải Gaza. Đây là cái áp lực chính trị mà cái mạng lưới network của Hamas đã đưa ra. Lần này quý vị, họ đã đối diện với lại một cái chiều hướng khá gay gắt của cộng đồng quốc tế. Giống như tôi nói, các chính phủ đều lên tiếng ủng hộ, các chính phủ mà gọi là khối Tây Phương thì lên tiếng ủng hộ cho cái quyền tự vệ của người Do Thái. Nhưng cái mạng lưới của Hamas đã lợi dụng thế giới Hồi giáo để kích động một cái chủ nghĩa bài Do Thái ở trên toàn cầu. Quý vị thấy trong các trường đại, khuôn viên trường đại học tại Hoa Kỳ là gần như là các sinh viên Do Thái và những người Do Thái giáo, cộng đồng Do Thái giáo đang sống trong sự sợ hãi bởi vì họ bị đe dọa bởi những kẻ biểu tình. Và những kẻ biểu tình rất hung dữ quý vị, họ kích động lên rất nhiều thứ và thậm chí là có một số những cuộc biểu tình, những cái ngôn ngữ bài Do Thái đã được tung ra. Và riêng tại nước Nga thì cái ngôn ngữ nó được xem là gay gắt hơn. Thậm chí là nó bộc bạch ra luôn cái việc mà sẵn sàng giết người Do Thái hoặc là người Do Thái giáo. Họ đi săn lùng người Do Thái ở trên chuyến bay. Thì quý vị thấy rõ ràng là cánh Hamas đang bị tuyệt vọng trong bãi chiến trường tại dải Gaza. Và bây giờ họ huy động toàn bộ mạng lưới network của họ để mà có thể tạo một cái áp lực chính trị buộc Do Thái phải ngừng tấn công. Bởi vì Hamas đã đầu tư khá nhiều vào các cái hạ tầng cơ sở ở dải Gaza từ nhiều năm nay, tức là bắt đầu từ năm trước năm 2007 rồi. Thì họ đã có một số những cái xào huyệt nằm dưới đường hầm. Rồi từ lúc mà họ nắm quyền tại dải Gaza, từ ngày 2007 cho tới bây giờ, họ đã xây dựng tất cả những cái hệ thống thông hào, tôi gọi là hệ thống thông hào ở dưới lòng đất để mà chỉ huy tất cả các cuộc tấn công vào Do Thái, giấu tất cả những cái bệ phóng pháo kích ở dưới đường hầm này, khi cần thiết họ mang lên trên mặt đất để mà họ bắn vào lãnh thổ Do Thái. Bên cạnh đó thì những vũ khí mà Iran hỗ trợ cho họ, họ đều giấu ở dưới tất cả các cái đường hầm. Mà các cái đường hầm này nó thông từ trường học qua tới bệnh viện và kể cả tới một số những cái đền thờ Hồi giáo ở tại dải Gaza. Thì quý vị, đây là cái mạng lưới đường hầm mà phía Hamas đã bỏ công xây dựng từ nhiều năm để mà chuẩn bị cho một cái cuộc chiến lâu dài nhằm xóa sổ Do Thái ở khu vực này. Tại vì chủ trương và hiến chương của Hamas là xóa sổ toàn bộ lãnh thổ Do Thái. Do đó quý vị, bên cạnh cái việc mà xây dựng cái hệ thống đường hầm ở tại dải Gaza, thì Hamas cũng thông qua thế giới Hồi giáo để dựng nên một cái hình ảnh của tàn ác của người Do Thái. Và họ kích động. Từ nhiều năm nay là họ bắt đầu sử dụng những cái công ty truyền thông trong thế giới Hồi giáo để kích động cái chủ nghĩa bài Do Thái và cho người Hồi giáo nhìn thấy một cái hình ảnh rất tiêu cực, rất tệ hại của người Do Thái giáo. Do đó khi mà cuộc chiến bùng nổ và bắt đầu Do Thái đưa quân càn quét lại dải Gaza, thì Hamas đã bắt đầu vận dụng tất cả những cái áp lực này. Họ có hai cái chiến thuật. Cái chiến thuật thứ nhất là sử dụng cái dư luận ở bên ngoài, mà trong đó họ tin tưởng là khối Ả Rập và thế giới Hồi giáo sẽ đứng về phía của họ. Đó là cái chiến lược thứ nhất trong cái mặt trận chính trị. Thứ hai, họ sử dụng con tin, tại vì họ biết sau khi họ tấn công vào ngày 7 tây tháng 10, thì chắc chắn sẽ có một sự trả đũa rộng lớn từ phía Do Thái. Do đó, họ cố tình bắt con tin để uy hiếp Do Thái không thể tấn công vào dải Gaza trong cái giai đoạn mà gọi là tổng phản công này. Quý vị, tuy nhiên thì cả hai dự tính này của họ gần như đã đến bên bờ tuyệt vọng. Thứ nhất là Do Thái cương quyết vẫn tấn công vào dải Gaza, kể cả trên mặt đất và kể cả ở trên không phận của dải Gaza. Họ liên tục tấn công bằng bom, họ liên tục dội bom, và trước sau khi dội bom thì lực lượng dưới mặt đất của họ bắt đầu càn quét vô và phá hủy tất cả những cái xào huyệt này của phía Hamas. Bên cạnh đó thì quý vị,
mạng lưới network của họ đã bắt đầu bị đúng là gọi là phải đối đầu với lại một cái hệ thống ngược lại. Tức là quý vị thấy trong các trường đại học cho tới ở ngoài đường phố ở Hoa Kỳ, thì quý vị khi mà những người mang danh nghĩa là ủng hộ Palestine tràn xuống đường, thì cũng là những lúc mà những người ủng hộ cho Do Thái cũng tràn xuống đường. Tức là hai bên đối đầu nhau. Các cuộc biểu tình hai bên đối đầu nhau. Và thứ ba là mặt trận truyền thông. Trên mặt trận truyền thông thì quý vị gần như là đám truyền thông không còn được thao túng như ngày xưa nữa. Chính khán giả của họ giám sát họ, khiến cho họ không dám hó hé. Tức là không có dám đưa những cái tin lúc đầu ban đầu quý vị còn nhớ là họ bắt đầu đưa lại những cái hình ảnh mà gọi là có lợi cho Hamas nhiều hơn. Tức là những cái hình ảnh tan thương, tan tóc của Palestine. Nhưng quý vị, tất cả những cái tin tức phía Do Thái kịp thời đưa ra, thì quý vị, nó làm cho những cái tin này không còn ảnh hưởng nhiều tới công chúng. Không còn ảnh hưởng nhiều tới công chúng. Tức là họ nhìn cái cuộc chiến của Hamas và Do Thái là cuộc xung đột của hai chủng tộc. Và đồng thời, họ xem cái cuộc chiến này là một bên là chống khủng bố và một bên là phần tử khủng bố. Do đó quý vị, trên mặt trận truyền thông gần như là Hamas đã huy động tối đa, nhưng mà có vẻ không thành công. Trên mạng xã hội thì các cái công ty mạng xã hội đã bắt đầu siết chặt tất cả những cái hình ảnh, siết chặt tất cả những cái tin tức mà được xem là tin giả được tung ra. Thì quý vị, những điều này đã khiến cho Hamas gần như bước vào tuyệt vọng. Và bây giờ họ bước qua cái phase 2, tức là cái bước thứ hai, là sẽ kích động sự bạo động và nâng cái chủ nghĩa thù ghét, thù hận lên cao hơn một tầng. Từ những cuộc biểu tình gọi là bất bạo động ở trên đường phố để ủng hộ cho Palestine nhằm giành cái vị thế của họ về mặt chính trị. Thì bây giờ quý vị, họ thấy cái phương pháp này có vẻ như không thành công, bởi vì luôn có những cuộc phản biểu tình. Luôn có những cuộc phản biểu tình và cái thái độ hung dữ của những kẻ biểu tình ủng hộ cho Hamas đã làm cho dân chúng toàn cầu có một cái nhìn khác rồi. Những người biểu tình ủng hộ cho những Do Thái thì họ rất ôn hòa. Nhưng những người biểu tình ủng hộ cho Palestine thì rất là hung dữ, thậm chí là họ sẵn sàng sách nhiễu, harass tới những người khác. Thì cái phương pháp mà gọi là biểu tình bất bạo động này không mang lại một cái hình ảnh tốt đẹp nào cho phía Hamas, để giúp cho họ có được cái áp lực chính trị buộc Do Thái phải ngưng các cuộc tấn công vào dải Gaza. Do đó quý vị, bây giờ họ kích động cái phase 2, tức là cái bước thứ hai, gây bạo động ở tất cả những quốc gia. Gây bạo động để mà bắt đầu tạo cái áp lực chính trị khác. Do đó quý vị, bây giờ họ lại chọn nước Nga trước, thay vì là những quốc gia Tây phương, tại vì bên Âu Châu, Pháp đã nghiêm cấm các cuộc biểu tình. Ở Hoa Kỳ thì quý vị thấy rõ ràng là đám truyền thông mà hỗ trợ cho Palestine cũng đã bị giới hạn. Tức là cái mức kích động của họ để biểu tình ủng hộ cho người Palestine trong tinh thần ôn hòa đã thất bại hoàn toàn. Do đó, họ tiến hành cái bước thứ hai. Và cái bước này rất quen thuộc đối với lại lực lượng cánh tả, là khi mà họ bất lực trong vấn đề chính trị, họ luôn kích động sự bạo động trên đường phố để giành lại vị thế chính trị. Đây là cái cách mà chúng ta đã chứng kiến rất nhiều năm ở tại Hoa Kỳ. Lực lượng cánh tả khi mà họ bị thất thế về mặt chính trị thì họ luôn lợi dụng một cái biến cố nào đó là để khuấy động lên một cái cuộc biểu tình, rồi từ biểu tình đó dẫn tới bạo động, cướp phá, đốt phá, vân vân. Thì quý vị, lực lượng cánh tả luôn sử dụng cái những kẻ biểu tình ở trên đường phố hoặc là những tên băng đảng trên đường phố để làm công việc này. Nếu họ bị thất bại hoặc là thất thế về chính trị thì bây giờ Hamas áp dụng y chang. Hamas áp dụng y chang, tức là cái giai đoạn đầu biểu tình bất bạo động đã không thành công. Có nghĩa là không tạo được một cái hình ảnh tốt và cũng không tạo được một cái áp lực chính trị. Quý vị thấy tại sao không tạo được? Thứ nhất là các quốc gia Ả Rập vẫn im lặng. Họ có thể lên tiếng và kêu gọi một cái hành lang về nhân đạo cho người Palestine và những người sinh sống tại dải Gaza. Nhưng mà họ vẫn không có một cái ngôn ngữ nào gọi là ủng hộ cho Hamas cả. Mà họ còn gầm ủng hộ cho Do Thái, lần này là thành công triệt buộc Hamas. Và thứ hai là những quốc gia trong khối Ả Rập gần như là bị các chính quyền siết chặt. Ngoại trừ ở Iraq, ở Lebanon thì còn có xảy ra một vài cuộc biểu tình.
các nơi khác như Saudi Arabia, Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain, Kuwait, Qatar, gần như là họ không có biểu tình. Ngoại trừ ở Iraq và ở Lebanon, nơi có cánh chính trị và lực lượng vũ trang của Hezbollah thì còn kích động biểu tình. Ở Iran ngay bây giờ quý vị cũng không có cuộc biểu tình. Cũng không có cuộc biểu tình ủng hộ cho Hamas, mặc dù chính quyền Iran là những kẻ đứng phía sau của Hamas. Do đó quý vị, gần như là khối Ả Rập họ bắt đầu họ ngầm ủng hộ cho Do Thái để mà diệt trừ Hamas, bởi vì họ thấy được Hamas là một cái lực lượng rất nguy hiểm. Không phải nguy hiểm trên cái chiến trường và gây bất ổn ở tại Trung Đông, mà cái mạng lưới chính trị vận động ở bên vấn đề truyền thông của Hamas cũng rất mạnh và đe dọa tới họ. Chính vì vậy thì Hamas không thành công lắm trong khối Ả Rập. Thì quý vị thấy tuần trước Indonesia, Malaysia còn lên tiếng, nhưng tới tuần này họ vẫn chưa lên tiếng. Khi mà Do Thái chính thức đưa quân tràn vào dải Gaza thì coi như là họ gần như chỉ đứng đó mà ngó thôi, và họ quan sát tình hình thôi, chứ họ không có kích động thêm nữa. Thì quý vị, rõ ràng là Hamas lần này đang bị thất thế một phần nào trên mặt trận về truyền thông, về mặt trận chính trị và social media, tức là truyền thông xã hội. Do đó quý vị, đây là bước thứ hai mà Hamas đã bắt đầu làm, tức là kích động sự bạo động. Các cuộc biểu tình sẽ không còn giữ một cái thái độ ôn hòa để bày tỏ một chính kiến nữa, mà họ sẵn sàng đốt phá để mà gây áp lực chính trị mạnh hơn. Thì quý vị, bây giờ khởi đi từ nước Nga, những người Hồi giáo này đã không ngại bộc bạch là đi kiếm người Do Thái để giết người Do Thái. Họ xông vào trong phi trường, họ xông vào trong phi đạo, họ săn lùng từng cái terminal để kiếm những hành khách Do Thái. Thì quý vị, đây rõ ràng là cái cánh chính trị của phía Hamas đã bắt đầu đi qua cái phase 2, tức là cái giai đoạn 2 để mà hỗ trợ họ về mặt chính trị. Trong lúc mà Do Thái vẫn tiếp tục dội bom, vẫn tiếp tục càn quét ở dải Gaza. Đây được xem là một trong những cái cách mà quý vị thấy rất là quen. Quý vị thấy ở Mỹ này cũng vậy. Khi mà nhóm dân chủ mà cảm thấy thất thế về mặt chính trị, họ có nguy cơ mất ở sàn Hạ viện hay Thượng viện hay là ghế tổng thống, thì họ luôn kích động những cái cuộc bạo động đường phố để giành lại vị thế chính trị. Và họ thành công. Có những lúc họ thành công. Ít nhất là năm 2020. Quý vị nhớ năm 2020 liên quan tới cái chết của George Floyd không? Thì quý vị, nó kích động bạo động trên toàn quốc hết. Và kết quả là Joe Biden giành chiến thắng năm 2020. Do đó, cái phương pháp từ một cái cuộc biểu tình bày tỏ chính kiến bất bạo động thì nó sẽ đi qua cái giai đoạn thứ hai là cướp phá, đốt phá, trở thành bạo động. Đó là cái cách mà đảng Dân Chủ và lực lượng khuynh tả thường sử dụng để mà kích động xã hội. Thì lần này Hamas dùng đúng bài bản này. Dùng đúng bài bản này. Quý vị thấy trong mấy tuần lễ đầu là những cuộc biểu tình ôn hòa, ngay cả trong khuôn viên của các trường đại học. Nhưng bây giờ thì quý vị thấy đó, là vừa rồi đó, là các sinh viên Do Thái phải trốn vào trong một cái bệnh viện, một cái thư viện, lóc cửa lại, bởi vì đám đông hung dữ ủng hộ Palestine vây chặt bên ngoài. Vây chặt bên ngoài. Thì quý vị, do đó nó bắt đầu bước qua cái giai đoạn thứ hai. Và giai đoạn thứ hai này, nếu Do Thái trong tuần lễ này mà họ thành công càn quét tất cả những cái xào huyệt của Hamas ở tại dải Gaza, nếu họ thành công trong tuần lễ này thì chắc chắn rằng là Hamas sẽ không kích động được nữa. Nhưng nếu cuộc chiến này kéo dài đôi ba tuần lễ, một tháng mà vẫn chưa xong, thì Hamas sẽ tiếp tục sử dụng những cái hình ảnh tiêu cực này tung ra trong thế giới Ả Rập và thế giới Hồi giáo để kích động những cái cuộc biểu tình mạnh mẽ hơn, bạo động hơn, để mà tạo một cái áp lực về mặt chính trị. Các bạn thấy trên Liên Hiệp Quốc thì không có cái nghị quyết nào thông qua hết. Vừa rồi họ thông qua cái nghị quyết về cái gọi là hỗ trợ nhân đạo cho người Palestine trên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, thì cái nghị quyết đó được thông qua trên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, không nhắc gì tới cái quyền tự vệ của Do Thái cả. Nhưng trên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thì cái nghị quyết không có nghị quyết nào thông qua được hết. Không có một cái nghị quyết nào thông qua được trên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Nhưng trong cái Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thì có thông qua. Bởi vì các quốc gia mà nhỏ đang phát triển thuộc thế giới Hồi giáo
và có một cái đi theo cái khuynh hướng mà bị dẫn theo cái khuynh hướng bài Do Thái thì đã bỏ phiếu cho Do Thái để mà ủng hộ Palestine. Thì quý vị, họ thấy rằng trên mặt trận về chính trường chính trị, từ Liên Hiệp Quốc cho tới cái cách mà gọi là lên tiếng của các quốc gia, họ thấy được là họ không tạo được ảnh hưởng chính trị. Từ Liên Hiệp Âu Châu, Hoa Kỳ, thì quý vị thấy là gần như là họ ủng hộ tuyệt đối cho Do Thái. Do đó, nhóm Hamas bắt đầu sử dụng những lá phiếu nhỏ hơn ở những quốc gia ở Phi Châu, những quốc gia ở tại Trung Mỹ, Nam Mỹ hay một số quốc gia tại Á Châu để tạo cái áp lực chính trị nhằm giành lợi thế cho họ. Ngay cả Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh của Hoa Kỳ đó, mà còn tuyên bố Hamas không phải là khủng bố. Hamas là một cánh chính trị, tức là họ đang sửa chữa hình ảnh của họ. Nếu Hamas là một cánh chính trị thì đã không có cuộc tấn công ngày 7 tháng 10. Nếu họ chỉ là một cái phong trào chính trị thì họ sẽ không giết người vô tội. Họ sẽ không giết người vô tội mà họ phải sử dụng giải pháp chính trị để giải quyết những bế tắc. Nhưng cái này quý vị, họ sử dụng bạo động. Và cái hiến chương của họ là xóa sổ Do Thái. From river to the sea, Palestine be free. Cái câu này là cái câu slogan của Hamas đó. Tức là từ dòng sông tới bờ biển, người Palestine sẽ được giải phóng. Có nghĩa là họ muốn xóa sạch tất cả cái bản đồ của Do Thái trên thế giới. Do đó quý vị, cái vận động hành lang và cái tác động về chính trị trong 2 tuần lễ qua, kể từ khi mà Do Thái tấn công dưới mặt đất, là họ đã không có tạo được một cái hình ảnh tốt rồi. Cộng thêm Do Thái tấn công vào các cái hạ tầng cơ sở, khiến cho cái mạng lưới network, tức là internet và kể cả telephone cũng bị shut down luôn. Rồi Do Thái siết chặt vấn đề nhiên liệu, không cung cấp nhiên liệu, khóa hết lại. Thì quý vị, không có nhiên liệu thì lấy gì mà có thể vận hành được đây? Do đó, đám Hamas trên chiến trường ở tại dãy Gaza đang bị thiếu hụt rất trầm trọng và đang bị vây chặt, từng cái sào huyệt một dần dần bị phá đi. Do đó, nếu mà phá tiếp tục mà cái cuộc càn quét này mà đẩy Hamas từ ở trong lãnh thổ của dãy Gaza dần dần ra địa Trung Hải rồi bị cô lập ở tại đây, là coi như toàn bộ cái hạ tầng cơ sở của họ phá sản hoàn toàn. Không những phá sản các hạ tầng cơ sở mà họ đã bỏ công xây dựng ở tại dãy Gaza, mà nguyên cái mạng lưới network của họ trên toàn cầu có thể cũng sẽ bị phá sản luôn. Gần như là họ lâm vào tuyệt vọng bởi vì họ không giành được cái chính danh. Họ không giành được cái chính danh. Bây giờ họ vẫn còn nấp núp dưới danh nghĩa người Palestine mà. Họ cũng không giành được cái chính danh để mà áp lực ngược lại Do Thái. Trong khi đó, nếu là trước đây chính quyền cánh tả của Do Thái thì có lẽ họ sẽ bị áp lực rất nặng nề và họ phải giảm bớt tất cả các cuộc tấn công hoặc là dừng lại các cuộc tấn công để có những cái thương thảo chính trị. Nhưng bây giờ chính quyền cánh hữu họ cứng rắn vô cùng, dưới quyền của ông Netanyahu họ cứng rắn vô cùng. Họ nói là kỳ này là họ phải xóa sổ Hamas mà. Do đó quý vị, Hamas đang bước qua một cái giai đoạn thứ hai, cho thấy cái sự tuyệt vọng của Hamas ở tại chiến trường, ở tại dãy Gaza. Họ có thể tung những cái hình ảnh ABCD ra, nhưng mà rõ ràng mình thấy họ đã bắt đầu thất thế ở trên chiến trường của Gaza. Và nhờ vì cái vụ thất thế này, cho nên họ bắt đầu bước qua cái second phase, cái giai đoạn thứ hai, để kích động cái chủ nghĩa bài Do Thái, bạo động chống Do Thái trên toàn cầu. Có nghĩa là bắt đầu từ tuần lễ này, nếu như mà Do Thái vẫn tiếp tục tấn công ráo riết, thì Hamas sẽ kích động những người Hồi giáo trong thế giới Hồi giáo và kể cả kích động một số quốc gia Ả Rập bắt đầu có những cái hành động bạo động ở ngay trên đường phố, ở trên cái quốc gia của họ để tạo áp lực chính trị với lại các nhà lãnh đạo của những quốc gia này thay đổi quan điểm. Tại vì lần này Hamas gần như họ đã không còn được thuyết phục rồi. Quý vị thấy Saudi Arabia khi mà ông Thái tử, tức là đại diện của Bộ Ngoại giao của Saudi Arabia, ông em á, hoàng tử thì đúng hơn, tại ông đang nắm quyền tại Saudi Arabia là ông Thái tử, còn cái này là ông em, là hoàng tử thôi, có mặt ở Washington DC hôm cuối tuần rồi, là vẫn khẳng định là có một cái lộ trình cho người Palestine, nhưng họ không ủng hộ cho Hamas, và họ tuyên bố là tiếp tục làm việc để mà
bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Do Thái. Thì quý vị, rõ ràng là khối Ả Rập dường như họ vẫn đang gọi là tọa sơn quan hộ đấu, họ chưa nhúc nhích. Hamas không giành được sự ủng hộ của khối Ả Rập, mặc dù có một vài quốc gia Ả Rập vừa rồi đệ trình cái nghị quyết ở Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và đã được thông qua. Nhưng cái nghị quyết này là nên Biden, không có tính chất chế tài gì cả. Nó chỉ là một cái nghị quyết nên Biden thôi. Do đó quý vị, gần như các quốc gia Ả Rập một mặt họ vẫn tọa sơn quan hộ đấu, một mặt họ vẫn ngầm hỗ trợ cho Do Thái. Tại vì họ biết Hamas là cánh vũ trang của Iran. Và Iran là cái tiềm năng đang đe dọa tới an ninh quốc gia của họ. Đặc biệt là quý vị, Iran hỗ trợ cho nhóm Hồi giáo Houthis ở tại Yemen. Mà nhóm này thì đang có cuộc chiến với khối Ả Rập ngay trên chiến trường của Ukraine. Ngay trên chiến trường của Yemen. Thì quý vị, rõ ràng cái chủ nghĩa bài Do Thái mà họ đang tìm cách khai thác hiện nay ở các xã hội Tây Phương và kể cả một số xã hội như là Nga có vẻ không thành công. Có vẻ không thành công. Và bây giờ họ đang tìm cách kích động sự bạo động. Tại vì sự bạo động nó sẽ gây sợ hãi. Và từ sự sợ hãi đó, nhiều người dân trên toàn cầu sẽ thay đổi quan điểm. Và quay sang gọi là bắt đầu soi đèn vào cái cuộc chiến này. Thì quý vị, đây là cái cách mà đảng Dân Chủ vẫn sử dụng. Từ thời của Rodney King ở đầu thập niên 90, rồi qua tới cậu thiếu niên George Brown của năm 2013, rồi sau đó tới George Floyd năm 2020. Thì quý vị, họ kích động tất cả những cuộc bạo động, những cuộc looter, tức là cướp phá. Để làm gì quý vị? Họ tạo một cái áp lực về mặt chính trị để thay đổi chính sách. Thì quý vị, việc này đã từng thành công ở tại Hoa Kỳ và đã từng thành công ở tại Ukraine luôn. Ở tại Ukraine từ năm 2013-14 cũng đã từng thành công. Và họ cũng đã từng thành công trong cái xã hội của Âu Châu. Họ giành được cái tư thế chính trị, họ giành được cái nghị trình chính trị nhờ tác động ở bên ngoài xã hội. Tác động đó là những cuộc biểu tình và bạo động. Thì bây giờ quý vị, cái kịch bản này và cái chiêu thức này nó được Hamas lặp lại y chang. Khi mà quý vị nhìn thấy những cái hình ảnh mà bài Do Thái mọc ra ở một số những cuộc biểu tình, rồi ủng hộ người Palestine, nhưng mà trên nguyên tắc là họ ủng hộ cho Hamas á, quý vị, nó lan ra. Và ngay cả tuần lễ này ở Hoa Kỳ vẫn có những cuộc đối đầu giữa những người ủng hộ Do Thái và những người ủng hộ cho Palestine. Cộng đồng Do Thái bây giờ bị đe dọa. Từ trường đại học cho tới cái khu vực họ sinh sống đang bị đe dọa trầm trọng. Đang bị hăm dọa. Bây giờ lực lượng FBI, lực lượng cảnh sát liên bang, lực lượng cảnh sát địa phương tăng cường rất nhiều để bảo vệ cho cộng đồng Do Thái. Là vì họ biết thế nào cái bước kế tiếp. Cái giai đoạn 2 là cướp phá, đốt phá. Và giai đoạn 3 biến những vụ cướp phá, đốt phá này thành chính nghĩa. Để rồi làm một cái áp lực chính trị. Y chang như cái vụ của George Floyd. Từ một tên tội phạm trở thành một anh hùng. Rồi chính trị gia quỳ gối luôn. Thì quý vị, cái lộ trình Hamas đang đi bây giờ cho thấy sự tuyệt vọng của họ. Và cho thấy là họ copy và họ được đào tạo những cái bài bản này rất cẩn thận. Và mạng lưới của họ bây giờ chúng ta mới phát hiện nó trải khắp toàn cầu. Nó trải khắp toàn cầu. Và nó sử dụng tối đa để kích động cái chủ nghĩa bài Do Thái. Quý vị, đây sẽ là một trong những cái cuộc chiến mà Do Thái phải đối diện. Họ không những là đối diện với cuộc chiến về vũ trang trên dải Gaza. Họ còn phải đối diện với cuộc chiến về mặt chính trị. Và cuộc chiến về mặt chính trị này là do kích động từ phía Hamas, Iran, kể cả Trung Quốc. Họ cố tình tạo sự hỗn loạn ở các quốc gia Tây Phương. Để bắt đầu họ lợi dụng và biến cuộc chiến này thành một cái lợi thế về kinh tế, lợi thế về chính trị cho Trung Quốc. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích Thiêu Tinh Nhật Ký phần 1 của Phong ngày hôm nay liên quan tới cái giai đoạn 2 mà Hamas đang kích động, là từ những cuộc biểu tình ôn hòa nó sẽ chuyển sang bạo động, kích động để mà nó gây hỗn loạn, tạo áp lực chính trị. Và đây cho thấy Hamas càng lúc càng tuyệt vọng. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi
trong phần 2 của Hilton Nhật Ký. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye!